Hiện tại bây giờ một số các thế lực đang cực kỳ là kích động. Mặc dù hiện tại bây giờ Covid, những dân tham ở trong Việt Nam chống đối chính phủ hoạt động thấp hơn, nhưng mà thay vào là kích động để theo Mỹ, để bài Trung, thì một số các thành phần bây giờ lại ca tụng là Trung Quốc. Xin lỗi, em gọi là Trung Quốc nhé, em không gọi là tàu khượng, tại vì cái từ đó là cái từ miệt thị. Vì trong Trung Quốc nó có phân ra rất nhiều các dân tộc, và cái từ tàu khượng là cái từ cực kỳ miệt thị, nên là em không sử dụng, mà em sử dụng từ Trung Quốc hoặc Trung Hoa. Vậy theo các anh chị, chúng ta sẽ đứng về bên nào? Còn theo em không đứng về bên nào cả, em đứng ở một mình để xem tất cả các nước đối đãi thế nào và quan hệ thế nào đối với Việt Nam. Nhưng mà tiếp theo đó, họ sẽ sử dụng một cái chiêu bài mà thường áp đặt cái tự do nhân quyền, và Việt Nam chưa bao giờ có thể thoát khỏi cái tự do nhân quyền đó. Em xin khẳng định đó là cuộc cách mạng màu. Vậy chúng ta sẽ phải nói rộng ra cách mạng màu trên thế giới. Đúng, trên thế giới hình thái các cách mạng màu được xuất phát từ những năm 93 đến 95 và cực điểm đến 98 và 2005. Nhưng mà nói xa, nói rộng quá thì em xin phép chúng ta hãy nhìn đến bây giờ. Có một nước thuộc khối Liên Xô cũ, đó là Belarus, đang hình thành nên cuộc cách mạng màu, đang muốn biến Belarus thành Ukraine. Đó, một tổng thống được bầu lên chiếm đến 81%, mà những cái phe đối lập kích động biểu tình được những cái đài phương Tây đưa vào những truyền thông bẩn, và với những cái mác tự do nhân quyền bác ái, người ta ca tụng lên, thì em không hiểu. Vậy chúng ta hãy lùi lại một đôi chút, xem những cái nước mà đã được Mỹ ban tặng. Em sử dụng từ ban tặng trong ngoặc kép về nhân quyền, tự do bác ái. Đó, trước đó có Iraq, Syria, Libya, Sudan và gần đây và nhiều các quốc gia khác hiện nay vẫn còn đang nội chiến. Gần nhất nữa có Ukraine, chúng ta nhìn thế nào? Anh quen rồi em ơi. Gần đây nhất là Ukraine và hiện tại nhìn Belarus. Chúng ta sẽ thấy hàng loạt các loại đài truyền hình kích động từ phương Tây để lôi kéo vào NATO để chống Nga. Đó là cuộc cách mạng màu. Nhưng mà chúng ta cũng phải mong rằng Belarus không đi theo con đường xe đổ của Ukraine, hiện nay đang vẫn nội chiến và các nước khác vẫn nội chiến. Nhưng mà từ những cái cuộc cách mạng màu đó, chúng ta cũng phải nhìn rộng ra một đôi chút về Việt Nam. Ở Việt Nam địa chính trị như vậy thì cũng có được Mỹ hậu thuẫn, các đài chống cộng cực kỳ tên tuổi như RFI, RFA, VOA, VRFA và rất nhiều các loại đài khác nữa. Ngoài ra còn cực kỳ các loại báo ná cải kêu Việt Nam không có tự do báo chí và nhân quyền. Vâng, cái tự do báo chí và nhân quyền như các vị ấy, mà tự do xuyên tạc, bôi xấu, bôi nhọ
những cái truyền thông mà không có dựng nên bằng có, cái nhỏ xé bằng cái to. Chào Việt Nguyễn nha. Cái nhỏ xé bằng cái to, cái không có thì thổi phồng lên cho bằng có. Chào Yến Trần. Thì những cái truyền thông đó tôi không gọi là truyền thông nhân quyền và truyền thông sạch, mà thực ra ấy, tôi gọi đấy là cái truyền thông bẩn và cái gọi là truyền thông thổ tả. Tôi xin phép được mượn lời chỗ là luật sư nhá, có bên phía chống cộng các vị bây giờ ấy, luật sư Khiêm. Tôi xin trích dẫn là cái truyền thông thổ tả đó, nó hay còn gọi ấy, một cái tên nõa nổ gọi là truyền thông ỉa chảy ấy, của các vị sẵn sàng bôi xấu bôi nhọ để kích động chia rẽ. Và gần đây nhất đó là những cái vụ mang các hình thế khác nhau nhưng mà đều có một mục đích giống nhau, đó là các vụ Đồng Nai, Bình Thuận, Quảng Bình và một số các vụ nhỏ lẻ khác để nhằm chia rẽ và kích động. Nói thẳng ra, trắng phớ ra với chúng ta, đó là muốn lật đổ cái Đảng Cộng sản để đưa vào chia năm xẻ bảy, nhằm những cái truyền thông đó ca ngợi những cái nước Mỹ, những cái sự vĩ đại của nước Mỹ để đưa nước Mỹ vào. Vậy tôi xin hỏi các vị, cái nước Mỹ đúng, họ đứng số 1 thế giới, đúng họ có tiền, nhưng mà khi bơm vào để lật đổ một đất nước thì các vị hãy nhớ cho, cái nước Mỹ đó đúng rồi. Yến Trần, anh phải nói rõ là truyền thông sạch và truyền thông bẩn nó như thế nào để nhắc cho các vị nhớ cho, là đất nước Mỹ giàu lên bằng cái gì? Giàu lên bằng những cái chỗ cỗ máy chiến tranh nhân quyền để bơm vào, để những cái tập đoàn lớn của nước Mỹ có thể bán được vũ khí, có thể vơ vét được tài nguyên, có thể cướp được những cái mảnh đất màu mỡ, làm lũng đoạn thị trường tài chính, làm lũng đoạn thị trường ngân hàng. Và hiện tại bây giờ ấy, như Iraq, Libya, Syria và rất nhiều các nơi khác ấy, vẫn còn đang phải chịu những cái cảnh đó. Và trước đó những cái nước mà tôi kể ra, người ta đều nằm cái top đầu của là khu vực là Trung Đông, những cái nước giàu nhất. Vậy tôi xin hỏi, các vị muốn được Mỹ hậu thuẫn đúng không? Mỹ giàu mà, nhưng quên rằng các tập đoàn nó sẽ vào vơ vét khoáng sản và chia năm xẻ bảy. Tất nhiên khi muốn lật đổ của một đất nước, một đảng phái nào đó thì bao giờ cũng thế, những cái lời giao giảng đều tuyên bố đó là sẽ nhanh chóng và khôi phục chính quyền. Nhưng mà than ôi với cả các vị, chào Nguyễn Loan nha, than ôi cả các vị là từ trước đến nay những cái cuộc bạo động nó không bao giờ ngắn mà nó kéo cực kỳ dài ở trên khắp cả thế giới, chứ không phải riêng vì Việt Nam. Lúc đó sẽ là thế này, Hoàng Giang nha, tài khoản của em hạn chế thì thôi, em không ấy. Lúc đó thì sẽ thế này, sẽ có nhiều các hình thái có thể xảy ra. Một là thân Trung Quốc sẽ chia ra thành nhiều đảng. À quên, trước tiên phải là thân Mỹ chứ. Tại vì các em đã được Mỹ hậu thuẫn, các vị ca ngợi nước Mỹ cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp. Chào anh Dương Văn. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp thì các vị sẽ là phải thân vào Mỹ.
Nhưng mà các vị hãy nhớ cho, khi đất nước Việt Nam mà nội chiến cách mạng Mậu, cái điều mà các vị ít tưởng nhất, mà các vị muốn gán ghép với cả Việt Nam chống nhất, đó là chống Trung Quốc. Thì tôi sẽ nói các vị này, lúc đó người được hưởng nợ nhất không phải là các vị, không phải là Mỹ, mà là Trung Quốc. Các vị nói là Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tài, Đảng Cung Xu Trung Quốc cũng theo chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà tôi dám khẳng định với cả các vị, trên danh nghĩa đất nước Trung Quốc là đất nước xã hội chủ nghĩa, nhưng mà cái mặt sau đó thì Trung Quốc đang phát triển theo con đường dân tộc Đại Hán cực đoan, chứ trên danh nghĩa chỉ là xã hội chủ nghĩa thôi. Khi có một bất Việt Nam bị bất ổn định thì ngay đầu tiên, tôi là một người dân, tôi sẽ nói cho các vị điều này, đó là Trung Quốc sẽ bỏ tiền ra và đưa tình báo vào Việt Nam để nhằm câu kết với ít nhất là một hoặc nhiều đảng, nắm các đảng đó để gây bất ổn thêm nữa. Và có thể nếu mà về sau nắm được chính quyền thì càng tốt. Nhưng mà điều đầu tiên như thế này, họ sẽ cố gắng kéo Việt Nam bất ổn càng lâu càng tốt. Và kể cả Mỹ cũng vậy, hai nước đó đều giàu thật, nhưng mà không muốn đất bất kỳ một đất nước nào có thể hòa bình ngay được. Vì như thế các tập đoàn và các ý đồ của họ nó sẽ bị phá sản, vì không thể nào chui sâu vào nền kinh tế của đất nước đó. Nên tất cả những cái điều đó họ cố gắng duy trì và kéo dài một cái đất nước đó bất ổn. Các vị nói à, Việt Nam lúc đó sau khi được Mỹ hậu thuẫn sẽ là giữ được Biển Đông. Nhưng mà tôi xin thẳng nói thẳng các vị, điều đầu tiên đó sẽ là Trung Quốc thâu tóm ngay một lúc, đó là Biển Đông và hai quần đảo của Việt Nam, trữ lượng dầu khí. Vì sao các vị sẽ nói với cả tôi là không đúng, nước Mỹ cực kỳ mạnh, nước Mỹ sẽ là hỗ trợ. Vậy tôi xin nói các vị, dù một quốc gia nào muốn hậu thuẫn vào một nước khác, họ đều nắm về tài nguyên, nhưng mà sẽ hạn chế tiêu hao về lực lượng. Và Trung Quốc lại rất gần, vũ khí Trung Quốc nhiều, và tiềm lực của Trung Quốc cũng khá rất chìa lớn, chỉ đứng sau Mỹ. Tôi dám khẳng định, giữa một cái xa và một cái gần, các vị nghĩ Mỹ có thể dám đổ toàn bộ quân để bỏ các thị trường thế giới không? Tôi dám khẳng định các vị, đó là điều không thể. Và ngay lúc đó Trung Quốc sẽ chiếm hết. Và lúc đó Mỹ ấy, và các nước phương Tây ấy, một là sẽ vẫn giữ các vị và nuôi các vị dần dần, và hai là sẽ đạp đổ các vị. Các vị có thấy cái điều đó không? Vậy lúc đó các vị tiến cũng được mà không nuôi cũng được. Lúc đó, em chào anh người miền Tây, lúc đó chỉ có một cái vấn đề thôi, là các vị lại là tay sai. Và người dân như chúng tôi ấy, thường hay gọi ấy, đó là con ở, là con chó, muốn chỉ đâu phải theo, phải đi đấy. Và thường ấy, những con ở con chó ấy thì thường phải nghe theo chủ. Chủ nó bảo cái gì ấy, thì em xin phép em kích hoạt thêm lần nữa, bị báo cáo nhiều quá. Vậy các vị muốn được cách mạng Màu á, các vị nhìn đi, giữa hai bên Trung Quốc và Mỹ, các vị làm gì? Thực ra điều mà các vị muốn ấy
thì các vị là người thua cuộc bên chống cộng ạ. Các vị là người thua cuộc, các vị mới cay cú, ghét bỏ, tức tối. Nhưng mà cái đầu của các vị nó không không cao hơn, không thông minh được ra. Chào trai, trai đẹp là Nguyễn Nguyễn. Các vị không thông minh được ra, suốt 45 năm nay cái đầu các vị vẫn vậy thôi. Các vị nói truyền thông Việt Nam mị dân. Ok, mị dân à, vì các vị có tin đâu. Nhưng mà tôi dám khẳng định truyền thông Mỹ của các vị và truyền thông phương Tây còn mị dân nhiều hơn là chúng tôi, những người ở trong nước. Vì sao? Vì để tôi nói cho các vị điều này. Hãy nhìn đi, kể cả một cái vụ việc công an hay những người hành pháp ở trong nước có việc gì, người dân chúng tôi đều nai ở trên các mạng. Mà ngay lập tức những cái thành phần như chúng tôi và những người viết báo sẽ có bài ngay lập tức cho các vị. Và các vị lấy cái đó để các vị chửi bới, năng mạ vô với cả tất cả những cái lời miệt thị. Điều đó có đúng không? Đúng chứ. Đấy, truyền thông ở bên chúng tôi nó vậy đó. Còn truyền thông ở các vị tự do nhân quyền à? Vậy tôi hỏi, cái truyền thông tự do nhân quyền của các vị ở bên Mỹ đấu tố cá nhân như vậy lấy bằng chứng đâu? Toàn những cái tin đưa lên từ CNN, Reuters đến các báo New York đưa những cái tin cực kỳ giật gân, nhưng mà đều nói là những cái nguồn đó là cái nguồn giấu mặt. Tôi vẫn phải sử dụng cái loại đó là truyền thông thổ tả của các phe phái đối nghịch chống phá để tấn công nhau, đưa những cái người, thậm chí là thuê những cái người ở bên ngoài đến nhà đối thủ chỉ ăn ngồi chờ và trực để chụp những cái bức ảnh. Đó có phải là truyền thông bẩn không? Các vị trả lời đi. Các vị kêu là chúng tôi mị dân, vậy các vị không mị dân à? Bây giờ nói nước Mỹ ấy, thì các vị nói là đấy là người Mỹ các vị không quan tâm. Được, chúng ta nói về những người gốc Việt ở bên Mỹ nhé. Vậy xin nói những cái người gốc Việt ở bên Mỹ này, tôi xin nói, xin phép là những cái người là ba sọc mà tôn thờ chế độ Việt Nam Cộng Hòa như không chống phá đất nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và nhìn và những người nhìn khách quan, thì tôi xin phép là những người đó. Tôi chỉ nói những cái người chống cộng cực đoan và những cái người mượn cái danh chống cộng cực đoan để kiếm tiền như thế này. Cái truyền thông của các vị nói là sạch tự do ngôn luận à? Các vị sạch quá. Các vị sạch đến nỗi là các vị còn bưng bít thông tin. Các vị sạch đến nỗi mà khi các vị bôi bẩn bên Việt Nam thì chúng tôi nói sự thực. Theo những cái tổ chức quốc tế người ta công bố thì các vị nói là cái đó là người ta thích như vậy. Các vị nói là đất nước Mỹ tự do nhân quyền bác cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng được. Thất nghiệp ăn trợ cấp, nhà được người ta cấp, bảo hiểm được người khác cấp à? Vậy nhá, ở trên thế giới này, theo các tổ chức trên thế giới thì 5 năm công bố một lần. Tôi xin đọc cho các vị điều này nha. Mà chính nước Mỹ công bố chứ không phải là tôi. Điều đầu tiên, theo nước Mỹ công bố, khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm 2018, đất nước Mỹ có khoảng trên 42 triệu người sống dưới cảnh nghèo đói, cao hơn thế giới là 46 lần, cao hơn chuẩn châu Âu 17 lần,
Đó. Các vị nói nước Mỹ cái ai cũng giàu à? Thế sao lại trên 42 triệu người lại sống dưới cảnh nghèo đói và thường xuyên không có ăn? Tiếp theo thế nào? Ở bên nước Mỹ, các vị nói bảo hiểm y tế được cấp phép miễn phí, cái gì người ta cũng no ăn no ở. Nhưng mà tôi dám khẳng định các vị, theo thống kê của chính nước Mỹ và các tổ chức di trú nước Mỹ công bố, nước Mỹ có trên 27 triệu người không có bảo hiểm y tế. Hãy nhớ cho tôi điều đó nhé. Và hiện tại, theo công bố cách đây 5 năm, khoảng 2017, nước Mỹ có khoảng 560 hơn 560.000 người, hơn 560.000 người vô gia cư. Các vị luôn nói ở bên nước Mỹ người ta thích ở vô gia cư. Hài nhỉ. Một người mà thích đi ở vô gia cư thì tôi cũng phải nạy các vị đấy. Người ta thích ở núi rừng và thích ở tự do. Nhưng mà trên tất cả các trang mạng ấy, người ta đều nói rõ, và những cái người vô gia cư người ta đều nói đó là chúng tôi mong muốn có một ngôi nhà, mong muốn có một bữa ăn, chỉ cần bữa ăn no đủ mà thôi. Chứ với cả một cái chỗ ngủ hàng đêm mà không bị cướp bóc, bị lạm dục, bị đánh đập, bị đủ các loại vấn đề. Các vị hãy đánh đi. Các vị đừng có bôi xấu. Hãy tìm hiểu trên Google cả Facebook, những cái người vô gia cư đó thường xuyên bị lạm dục thế nào, từ lạm dụng tình dục, đánh đập, cướp bóc.